Mời quý vị đến với phần 2 của chương trình Y khoa phục vụ đời sống cùng với bác sĩ Kevin Mai. Ở phần 2, Kim Thủy sẽ tiếp tục gửi đến bác sĩ Kevin Mai những câu hỏi của quý vị khán thính giả. Tôi có người xin cho copy bảo hiểm Medicare thì họ cho sửa Ensure, xe lăn, tả, có thể tới nhà đóng bóp. Họ làm như vậy thì có hợp pháp không? Và nếu tôi nhận những quà như vậy thì có bị hệ lụy gì không? Quý vị nên cẩn thận. Và có một số những cái người họ lợi dụng cái thẻ Medicare, Medicare quý vị. Tôi nói trước đây rồi, cái thẻ Medicare quý vị giống như cái credit card như vậy. Nó là tiền thật sự á quý vị. Quý vị mà nhìn nó người ta biêu dữ lắm nếu mà không chính đáng. Tôi có một câu chuyện là có bác này bỗng dưng có một đống sữa tả mà bác cũng khỏe mạnh, chưa có cần, xe lăn giường bệnh luôn chở đổ đầy trước nhà bác. Bác thấy không, bác nghe nói ai bác sĩ Mai có order này không? Họ có nói có, nhưng mà khi đứa con gái gọi cho tôi thì nói là tôi trả lời không 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 có. Thì gọi họ thì họ nói là bác sĩ ở đâu, ở Florida, bác sĩ Hà Lan gì đó order không biết gì hết. Họ hết hồn, họ gọi phone, họ xin trở đi là bị chửi nữa. Ngu quá vậy, cho không mà không lấy nha. Có mất mát gì đâu quý vị. Nhưng mà gia đình này rất là, con gái rất là thật thà nói là không, tôi không lấy, tôi sợ hệ lụy nha, trở đi. Thế nhưng mà cái bản bill về nó vẫn đòi tiền có mấy ngàn đồng của Medicare. Quý vị thấy kinh khủng mà quý vị. Cái gánh này phải là bill gọi gánh nặng cho chính phủ. Nếu chúng ta cần thì chúng ta gọi bác sĩ gia đình. Tôi order được, mọi bác sĩ gia đình order được. Không cần phải một bác sĩ bí danh hay là làm những cái chuyện mà mình thấy gọi là too good to be true. Tức là tới chỉ cần cho copy cái thẻ bảo hiểm thôi là mình sẽ cho xe lăn, sửa insure tới nhà đấm bóp. Mặc khổ nhất là tới nhà đấm bóp. Tôi thấy có nhiều người nói bác sĩ ơi, có cái chỗ này nó cho tôi cả Medicare thôi mà chồng có thôi, vợ chưa có, đấm bóp luôn cho cả hai người. Quý vị thấy vợ chưa có mà được miễn phí. Dạ đúng. Dạ mà tới nhà bấm đó hả? Đấy đấy, khổ chưa? Mà nó mà bị hệ lụy chúng ta có thể bị liên đới và bị quy trách nhiệm, bị tù tội nữa. Cho nên rất là cẩn thận, vừa về lương tâm đổ tốn tiền cho chính phủ, chúng ta phải verify bằng cách nào? Chúng ta gọi bác sĩ gia đình liền. Nếu chúng ta im lặng chúng ta cũng có ngầm ý. Cũng thích. Cũng thích. Có người tới đâm bóp. Việt Nam mình gọi là đồng lạ. Rồi nhưng mà khi bấm bóp người ta lại bill những chuyện khác. Đúng rồi. Dạ. Rồi thứ hai nữa quý vị, Medicare nó thường gửi cái tờ giấy về, nó ghi tên bác sĩ nào nào bill bác bao nhiêu. Nếu bác mà không biết đem tới cho bác sĩ gia đình coi, họ sẽ biết hết từng vị bác sĩ nào bill cái gì. Đôi khi trong cái giấy tờ có nhiều bác kêu tôi không biết bác sĩ đó là ai nữa, tự nhiên xuất hiện bill tôi cả mấy ngàn đồng đấy, hoặc là mấy trăm đồng đó, tới để mà giải thích cho cái thẻ Medicare giống như các credit card. Mở credit card này nó không có không có bảo đảm chút nào hết, quý vị thấy chưa? Quý vị đem cái thẻ đó đi ban phát đi, có nhiều bác đi ra hội chợ á, gặp chỗ nào nó cho cái gì là nó xin cái thẻ đó chụp hình cũng cho hết. Miễn cho có quà, có thẻ, cho cái điện thoại giỡn. Kêu cho cũng đưa cái thẻ đây, cũng đưa luôn, chụp luôn. Nên quý vị rất là cẩn thận. Thứ nhất, giữ kỹ cho cái thẻ Medicare, chỉ đưa cho những người mình tin tưởng. Đúng rồi. Dạ, quý vị đưa cho tôi thì bác sĩ Mai. Cô Kim Thủy thì cũng còn chưa nghe. Hỏi bác sĩ gia đình cô Kim Thủy mà hỏi cũng phải là gọi bác sĩ gia đình trước cái đã. Anh đi nói xấu em. Dạ, ok. Rồi, cái thứ hai nữa quý vị nên gọi bác sĩ gia đình khi có những cái vấn đề mà chúng ta không rõ ràng. Nha, có người cho này, gửi này, xe lăn, gậy chống, thẳng cả xe điện nữa, giường bệnh nữa, tả nữa, sữa nữa, thì chúng ta phải cẩn thận về vấn đề đó. Thứ ba nữa là chúng ta có những cái bản báo cáo của Medicare về, nó cho chúng ta biết ai bill cái gì, ai trả tiền cái gì trên cái thẻ đó, đem tới cho bác sĩ gia đình tôi qua nha quý vị. Để tránh chúng ta bị hiện lụy và chúng ta có thể bị tù tội luôn nếu mà chúng ta biết mà chúng ta không chịu thông báo quý vị. Dạ.
Câu kế tiếp là có người gọi tôi bảo là tôi không cần đi tới phòng khám của bác sĩ nữa. Có bác sĩ sẽ thăm khám tại nhà, đem thuốc tới tận nhà. Như vậy thì có đúng không? Tôi năm nay 78 tuổi, hiện giờ tôi vẫn đi đứng và lái xe bình thường. Wow. Đấy, đấy. Lại một cái vấn đề lớn mà nó xảy ra rất nhiều hiện giờ là có những cái người tới tặng những cái mobile home, những khu người chung cư lớn tuổi đó, xin nói là đừng có bây giờ đi khám bác sĩ gia đình nữa. Chúng cũng như là tôi đùa là có cô này cũng trên 65 nhưng mà điều kiện họ thường vui lắm, phải có thẻ Medicare đó chứ. Này bây giờ mày có Medicare chứ PPO cũng thử, HMO cũng không được, phải thẻ Medicare mà có Medi càng tốt đó, cho họ chụp tấm hình rồi họ đem tới họ khám bệnh ở nhà luôn. Cho quý vị hiểu là để bảo đảm yêu cầu khám bệnh tại gia, chúng ta phải bảo đảm cái yêu cầu là chúng ta có cái lý do chúng ta không đi tới bác sĩ được nha quý vị. Phải có lý do, lý do là chúng ta với bộ bị đột quỵ, bị gãy trống xe lăn, nằm liệt giường trong bệnh, hay là bị tức thì gãy tay gãy chân không đi được, phải document đó Medicare. Khi mà Medicare audit nó nhìn vào, chứ bây giờ như cô ở xử như cô Kim Thủy đi, được cái thẻ Medicare của kia thôi bác sĩ mai tới nhà em khám đi, em làm biến quá, bây giờ săn mắt quá chạy tới bác sĩ tốn tiền săn. Quý vị nghe có nhiều bác kêu thôi săn cổ mắt quá, họ còn nói vậy nữa chứ, tới đi, khỏi cần đi đâu hết, chúng tôi đi đem bác sĩ tới tận nhà của quý vị. Không đúng, phải có cái lý do chúng ta tại sao không đi được, chứ không phải là lý do về tài chính, tức là không có xe, không có không có đổ tiền đổ xăng, hoặc là lý do về cá nhân, tại vì tôi không thích đi với người này người nọ đi chung gì đó, không vì không thích vô phòng bác sĩ đông quá lây bệnh cho tôi ở nhà bác sĩ tới khám cho tôi nha. Cái đó thì không đúng quý vị. Quý vị phải bảo đảm yêu cầu là quý vị đã hôn bao hay là có vấn đề gì về sức khỏe, về mental hay physical, tức là tinh thần hay sức khỏe, mà không khó khăn không có để tới phòng mạch được, thì chúng ta mới đầy đủ cung cấp một cách hợp pháp được. Tôi đang cũng mở những cái chương trình cho quý vị là chăm sóc tại gia đó, tôi sắp xếp những cái quý vị đầy đủ yêu cầu. Đa số chúng ta vẫn phải tới văn phòng bác sĩ khám thì nó kỹ càng hơn, đo tim hoặc là truyền nước biển có tôi canh dễ dàng hơn. Còn ở nhà thì chúng ta chỉ thám sơ qua la rồi coi thuốc men, nghe tim phổi rồi đi thôi, chứ chúng ta cũng không lấy máu, không đo tim, không làm chích những cái thuốc bổ hay thuốc đau nhức được cho quý vị. Và những cái quý vị nào là hôm bao, tức là có vấn đề về đau đầu gối quá, đau lưng quá, bị đột quỵ, bị tim, bị thận nặng, thì mới đảm bảo yêu cầu là có bác sĩ tới nhà, không cần bắt bệnh nhân tới văn phòng bác sĩ. Quý bác sĩ cứ gọi phone cho tôi sẽ có cái chương trình đó cho quý vị chăm sóc tại gia nha quý vị. Dạ, câu hỏi kế tiếp là tôi bị cao máu, bác sĩ có cho thuốc nhưng tôi chỉ uống 3 tháng, sau đó thì tôi bỏ thuốc 1 năm rồi. Tôi thấy sức khỏe của tôi vẫn bình thường, không nhức đầu chóng mặt hay tức ngực gì cả. Thưa bác sĩ là tôi có cần uống thuốc không ạ? Vâng, đấy. Cái chuyện mấy bác mà trả lời là no, phải uống thuốc chứ, đúng quý vị. Nhưng mà sự thật xảy ra rất nhiều quý vị. Xảy ra rất nhiều là vì thế này này, những cái người trẻ tuổi quý vị, khoảng là trẻ tuổi cỡ như cô Kim Thủy, đồ cỡ tôi đi, thì họ cho thuốc, chỉ có 10 người, chỉ có 2-3 người về nhà uống thuốc thôi. Một số lượng lớn quý vị không uống, hoặc là uống 1-2 tháng chờ cho hết thuốc rồi nghỉ, không đi bác sĩ, vẫn thấy khỏe ra. Nhưng quý vị biết là cao huyết áp là viết người thầm lặng không? Quý vị thỉnh thoảng nghe người A, B, C tự nhiên đang khỏe mạnh, bục một cái đột quỵ hay heart attack qua đời, là do huyết áp mà mình không biết, hay là mình cố tình không biết. Bác sĩ cho thuốc rồi nhưng mà uống hết thuốc, bỏ luôn 3-4 năm không gặp. Tôi có hàng chục câu chuyện như thế vậy á quý vị. Thứ nhất là có anh này bị cao huyết áp gặp tôi, rồi tôi cho thuốc, bỏ tôi luôn, dặn không tới thăm luôn, tại vì không thích uống thuốc. Bỗng một hôm khoảng 3-4 năm, emergency gọi lại, anh bị gì quý vị, ói mửa, khám phá ra thận đã tiêu rồi, phải lọc máu quý vị. Nguyên nhân là do huyết áp cao không kiểm soát tốt. Rồi có một câu chuyện tôi vừa nghe vài đây thôi, thì có anh này huyết áp cao, anh không có đi chịu đi bác sĩ,
rồi mà có 40 mấy tuổi thôi quý vị. À, hơi cá cao rồi thêm nữa, sau một lúc anh nhậu quý vị, xong xuôi huyết áp nó cao quá tới nỗi mà bức mạch máu não trong não, chảy máu trong não và qua đời, qua rồi tại emergency room đó quý vị, chảy máu mới trong có não. Bốn mấy tuổi đó, đó là một câu chuyện tôi nghe từ một người thân, người này kể lại như vậy. Đó là nhiều lắm quý vị, cũng nếu mà chú ý quý vị thấy không phải tự nhiên bỗng đau đang sống chuyển sang từ trần đâu quý vị. Nó có những cái vấn đề khi mà nhìn lại hồ sơ đó thì chúng ta thấy có nhiều vấn đề lắm về cái lỗi của một số người thờ ơ với sức khỏe của chúng ta. Nếu chúng ta thờ ơ sức khỏe của chúng ta thì bác sĩ cũng thờ ơ luôn. Quý vị mà chú ý tới bác sĩ của chăm sóc sức khỏe chúng ta thì các bác sĩ thường chú ý hơn. Kim Thủy thấy đúng vậy đúng không? Dạ. Chứ nói hoài em chịu đi kiểm tra, nói hoài thì bác sĩ cũng lơ cũng rồi đưa cũng bác sĩ đứng được đứng nửa tay chân trong chân ngoài cái cửa bye bye thôi. Cho thuốc uống mà không uống là chịu đáng chịu. Thôi uống thuốc nha quý vị, có bệnh thì mình cứ phải vái tứ phương. Thưa quý vị, câu kế tiếp là tôi nghe nói thuốc Viagra giúp đi tiểu dễ hơn, có đúng không ạ? À? Tại sao bảo hiểm Astiva chỉ trả có 4 viên Sildenafil một tháng thôi? Sildenafil có phải là thuốc Viagra không ạ? À? Quý vị nghe câu đầu toàn là thuốc Viagra có chữa được cái bệnh nhiếp đi phổ tiểu. Tuyến, đi tiểu khó khăn hay là đi tiểu đêm nhiều hay không? Yes, yes quý vị. Wow. Yeah, chứ không phải là chuyện đó thôi. Có nhiều bác 90 tuổi vẫn tôi phải kê toa thuốc Viagra này hoài, lý do không phải là còn tung hoành ngang dọc gì nữa mà bác nói là uống vô đỡ đi tiểu đêm bác sĩ, mà đi tiểu nó mạnh lắm. Dạ đây là thuốc, nó vẫn là cái giúp ích cho cái đường tiểu tiện của một số quý vị ông rất là tốt. Nhiều quý ông không tin thử đi, không phải là uống Viagra để cho chuyện ấy đi mà chứ có cho chuyện cho đi tiểu nó dễ dàng, nó thông thoáng và ít đi tiểu đêm hơn. Đó là một. Thứ hai nữa, câu là thuốc Sildenafil là thuốc Viagra generic, hầu hết các hãng thuốc quý vị vô tổ hợp về được 4 viên, với vụ Astiva, Brand New Day hay là Clever Care hay là Well Care hay Central Health, người ta thường cho vào tổ hợp. Biết được cái này nè quý vị, ở ngoài không cho bán, không cho, không phải trả tiền, bảo hiểm không trả, thì người ta cho giới hạn là 4 viên, mỗi viên là 100 mg, thì chúng ta có thể bẻ nửa uống được 8 viên. Có bác bực mình hỏi tại sao dám chỉ cho 4 viên thôi. Quý vị, tôi có thể một tháng cần tới 8 viên hay là 12 viên. Cái đó thì quý vị phải hỏi các health plan họ mua cái đó. Mà bây giờ cái generic cũng rẻ lắm quý vị, khoảng vài đồng một viên thôi, thay vì 60-70 đồng một viên. Có cái thời kỳ á, có một số quý vị gọi là đi buôn Viagra luôn á, bởi vì để về Việt Nam đó, có nhiều ông còn nói chúng tôi là qua bác sĩ Mai mua viết cho tôi cái toa cả 100 viên á quý vị, mà mỗi viên là 60-70 đồng một viên, 60-70 đô la một viên, về mua đem về Việt Nam thì ổng làm cái gì không biết, ổng chỉ nói đùa là cán bộ cứ yêu cầu mỗi hồ sơ là một viên. Dạ, cảm ơn bác sĩ Kevin Mai ạ. Cô Kim Thủy có lật đặt chạy qua câu hỏi khác. Đọc câu hỏi khác đi. Dạ, chúng ta sẽ có câu hỏi khác ở phần 3 sau một vài phút dành cho nhà tài trợ.